bán nhãn với 10 siêu xe đắt nhất thế giới năm 2024. Theo trang Motor1, siêu xe đắt nhất lên đến 30 triệu USD, tính theo giá trị hiện tại tương đương gần 764 tỷ đồng. Trang Motor1 tổng hợp và đưa ra danh sách 10 mẫu ô tô đắt nhất thế giới từng được sản xuất tính đến thời điểm hiện tại. Bugatti Devo giá 58 triệu USD, khoảng 147,62 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ V16 dung tích 8 lít kèm 4 bộ tăng áp, công suất 1.500 mã lực, mô mần xoắn cực đại 1.600 nm hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động 4 bánh. Xe tăng tốc không đến 100 km/h, chưa tới 2,5 giây. Số lượng xe được sản xuất trên thế giới là 40 chiếc và đã được bán hết. Bacardi Huayra Imola giá 6 triệu USD, khoảng 152,71 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ V12 5.980cc, cho công suất 827 mã lực FPV và mô mần xoắn cực đại 1.100 nm, hệ dẫn động cầu sau, hộp số AMTXX sắc 7 cấp, kích thước dài nhân rộng nhân cao 4.853 x 2.035 x 1.269 mm, hiện chỉ có 5 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Bacardi Quadralunga giá 7,4 triệu USD, khoảng 188,35 tỷ đồng. Xe có khối động cơ Bacardi V12, 5.980 mã lực, tăng áp kép, công suất đạt 840 CV, 618 kW tại 5.900 vòng trên phút tốc, 1.100 nm từ 2.000 vòng trên phút đến 5.600 vòng trên phút. Mercedes-Maybach S-Celero giá 8 triệu USD, khoảng 203,62 tỷ đồng. Được trang bị khối động cơ tăng áp V12, công suất 700 mã lực. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Mẫu xe có chiều dài ngoài cỡ 5,89 m, chiều rộng 2,14 m và trọng lượng trên 2,5 tấn. Bugatti Centauri giá 9 triệu USD, khoảng 229 tỷ đồng.
Siêu xe có khối động cơ 8 lít VGF16, sản sinh công suất 1.578 mã lực, hộp số tự động DCT 7 cấp, giúp siêu xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 380 km/h. Bugatti Chiron Profile giá 10,8 triệu USD, khoảng 274,89 tỷ đồng. Xe trang bị động cơ VGF16 Quaturbo, dung tích 8 lít, công suất 1.479 mã lực và mô mần xoắn 1.600 nm. Profile tăng tốc mất 2,3 giây để chạy từ 0 đến 100 km/h, tốc độ tối đa 380 km/h. Rolls-Royce Tiguan 12, 8 triệu USD, khoảng 325,79 tỷ đồng. Rolls-Royce Tiguan sử dụng động cơ V12 6.75 lít và công suất 453 mã lực và mô mần xoắn cực đại 719 nm, tốc độ tối đa 250 km/h. Bugatti La Veyron giá 13,4 triệu USD, khoảng 341 tỷ đồng. Bugatti La Veyron được trang bị động cơ VGF16 tăng áp kép, dung tích 8 lít, mô mần xoắn cực đại 1.599 nm. Siêu xe này mất 2,4 giây để tăng tốc từ 0 đến 96,6 km/h.
2. Rolls-Royce Book tiêu giá 28 triệu USD, khoảng 712,68 tỷ đồng. Rolls-Royce Book tiêu sở hữu động cơ G12 sản sinh công suất 571 mã lực và mô mần xoắn 900 nanomet. Hiện chỉ có 3 chiếc được sản xuất với màu sắc khác nhau theo yêu cầu khách hàng. Rolls-Royce Latrone Evoque tiêu giá 30 triệu USD, khoảng 763,59 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ G12 6.75 lít cho công suất 593 mã lực, mô mần xoắn 840 nanomet. Trên thế giới chỉ có 4 chiếc Rolls-Royce Evoque và đều được cá nhân hóa.